Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đẩy dân miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người bị cướp đoạt tài sản với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam. Đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hại hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên của gia đình viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa lên chiếc thuyền vượt biên tại bến Bình Triệu chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Vào năm 1983, chiếc thuyền ra biển Đông thì hai lần gặp bão và cuối cùng được chiếc tàu Nhật cứu vớt. Câu chuyện có tiêu đề Mắt Thuyền và Hành Trình Biển Đông, tác giả Nguyễn Xuân Trường Vi. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Trời nóng, gió biển rì rì nhưng vẫn nóng. Mặt trời phả hơi xuống những thân người nằm phơi như cả. Tôi say nắng, người nóng rực như sốt, biển trải rộng, biển vô cùng. Màu xanh bất tận chạy dài ngút ngàn. Tôi thấy bà ngoài mất mày, miệng mọng mẹn. Bà phát cho tôi ly nước chanh thực to, chiếc ly sành vẽ hai con cò trắng lung linh. Uống đi con, vậy là chúng mày bỏ bà mà đi. Tôi muốn cầm ly nước bà đưa, nhưng tay mỏi rã rời. Bà ngoài không đi, bà ở nhà giữ hộ khẩu. Giờ bị bắt còn có bà thăm nuôi, còn có nhà để mà về. Bà nuôi chị em chúng tôi từ ngày bị giải phóng, phỏng giải. Em của tôi là con trai của bà mới đúng. Bà chăm sóc nó từ ngày lọt lòng, không có bà tôi biệt mà không sao định vực được. Chạy về từ Tâm Kỳ, chúng tôi không còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Chúng tôi mất tất cả. Ngôi nhà nhỏ xinh có mảnh vườn trồng rau. Mỗi buổi sáng tôi theo ba ra vườn bắt ốc sên. Đất Tâm Kỳ đỏ quạch bản nhạo gọt dày. Sau nhà có con sông nước linh lạng một chiều. Hoa lục bình trôi màu tím mặt sông. Tôi dõi mắt cố tìm một cảnh lục bình trên biển, chỉ thấy sóng bạc nhấp nhô. Sóng bạc của Thái Bình Dương ngợp nặng. Người tôi vẫn nóng hực. Tôi nhắm mắt lại cho đỡ lọ. Lẽ ra chúng tôi đã ra biển trước đây mấy tuần. Lần ấy chủ thuyền định nhổ bến gần Bà Rịa, gia đình tôi từ Sài Gòn ra Hải Sơn chờ ngày đi. Ông bà nội ở đó. Ngày đi bà nội dậy lúc gà gãy, lục đục thổi số gà luộc. Chúng tôi mặc quần áo ẩm, khăn gói, ngồi chờ đến khi trời sáng rõ. Ông nội nói, bể rồi không đi được nữa đâu. Giọng ông buồn, mà mắt ông lại tựa như đang vui mừng. Ông cười lấp lạnh răng vàng. Ông bảo bà rợ số gà ra cho chúng nó ăn. Con cháu ông đã rủ nhau ra biển. Chúng tôi đi ông chẳng còn ai. Ngày di cư vào Nam chắc ông chẳng bao giờ ngờ lịch sử lặp lại. Con cháu bằng bể nhau xa rời quê hương lần nữa. Chiều đến mặt trời biển nhanh lắm. Một thoáng thôi đã mất hút.
Nên trời xám xịt, gió bắt đầu thổi mạnh, mấy xà xuống bong triệu nước, sóng không còn đập hiền hòa vào màn thuyền. Từng con sóng dữ quật xuống, sóng nhồi suốt cho đến đêm, trời tối đen. Tôi không thấy gì ngoài bóng tối đặc sệt. Tôi hình dung đến đôi mắt thuyền phăng phăng rẽ sóng. Thuyền đưa tôi đi qua biển dữ, gió vận mạnh, sóng vận đập vào màn thuyền tung nước lên bong. Thỉnh thoảng mưa đổ ào ào rồi ngưng. Người tôi ướt đẫm, cái lạnh thấm vào da thịt buốt giá. Thái bình dương đen, đêm bao la chỉ một ánh đèn len lỏi trên cabin. Gương mặt chủ thuyền căng thẳng. Chủ thuyền là sĩ quan hải quân bạn ba. Chủ vẫn nghiêm trang ít nói mỗi lần đến nhà. Lần nào chủ cũng trụ ngay lên lầu làm việc gì đó với chiếc la bàn. Ba dặn, có người là tới phải bảo ngay cho ba. Tôi hồi hộp về vai trò gạt cửa, mắt đau đẩu nhìn ra ngõ. Đột nhiên có tiếng la to, tàu lớn kìa. Tôi mở mắt, xa thật xa, trong tối đen mịt mù, một ánh đèn bập bình ẩn hiện. Mắt tôi mở dạng vào vùng không gian phía trước. Ánh đèn chấp chới, tựa bóng ma lúc ẩn lúc hiện. Tôi dụi mắt ngỡ mình nằm mơ. Không phải tôi mơ, ánh sáng có thật. Ánh sáng bừng lên chọi lòi như mặt trời vừa mọc. Nhưng là quả, ánh sáng cứ bừng lên rồi tắt lịm. Thuyền trao qua ánh sáng tắt ngục. Sóng bắn tung vào người tôi, thuyền nhảy lên ánh sáng bừng lấp lạnh. Chúng tôi cứ tiện tới, tôi tưởng tượng đến con tàu đằng xa. Con tàu đèn điện sáng trưng. Những người đàn ông đàn bà tóc vàng mùi lọ tự tế. Tôi cầm trong tay ly nước đã chanh, màu xanh lạ mà dịu dàng sóng sánh. Những viên đá nhỏ reo lăn canh. Chúng tôi đi về phía mặt trời ẩn hiện. Sau này tôi biết chẳng phải mặt trời như trò ủ tim. Chúng tôi đang vật lộn với sóng lớn. Khi sóng đưa thuyền lên cao, tôi nhìn thấy ánh sáng. Khi con thuyền rớt xuống chân sóng, ánh sáng biến mất vào biển đêm. Tôi vẫn rùng mình mỗi khi nghĩ lại. Chúng tôi vẫn đi về phía mặt trời tối đen trước mặt hiện dần con tàu. Mặt trời chiếu ra từ cột quang sáng. Chúng tôi bật đèn cấp cứu SOS. Đèn đỏ nhấp nháy SOS. Chúng tôi đến gần hơn. Bóng tàu thấp thoáng bọn người. Tôi không nằm mơ. Thực sự là một con tàu. Một con tàu to kình càng. Tôi cầm lại ly nước đã chanh. Mặt trời vẫn sáng rực lên cao. Tàu Liên Xô chạy ra, chạy ra. Tiếng người hét thất thanh, tôi sực nhìn lên, mặt trời sáng rực lõa mắt. Cờ búa liềm trời ơi, tài công dùng dằng tiếc rẻ. Tôi cũng tiếc, một con tàu tốc kình càng an toàn hơn chiếc thuyền mong manh. Tôi thèm được cuộn mình trong chăn ẩm, tôi đang lạnh run và khát. Lý nước đã tránh vực ảm ảnh, con thuyền quay đầu phóng chạy. Sau giây phục xôn xao rồi sợ hãi, mọi người im lặng. Chỉ còn tiếng gió gầm gừ, chỉ còn tiếng sóng đập tung vùng biển rộng. Chúng tôi chạy trộn mặt trời. Cơn bão thứ hai dồi xuống đại dương một ngày sau đó. Lúc ấy chúng tôi đã an toàn trú ẩn trong khoang tàu Nhật Sonamaru. Những con tàu mang ly nước đã chanh không thèm ngừng lại. SOS, tín hiệu bảo lâm nguy chưa đụng thảm thương. Sonamaru ngừng lại và chúng tôi lập tức leo lên. Ba ghi tên điệp danh 105 người. Số thuyền nhưng nhiều gấp đôi số thủy thủ trên tàu. Chiếc Sonamaru chở sinh viên thực tập trên biển. Cả tàu không có một nữ sinh viên. Vì thuyền trưởng khéo léo theo chiếc thuyền rách nát vượt đại dương của chúng tôi. Mắt thuyền lập cập, thuyền như con nhại bám vào vách biển. Thủy thủ đoàn đưa chúng tôi xuống hầm tàu. Họ không có đủ chăn đắp, nhưng sàn tàu sạch sẽ lãng bỏng. Quanh chỗ tôi nằm là nơi dự trữ gạo. Gạo Nhật hạt to tròn trịnh, nấu lên ăn dẻo như cơm nếp.
Ngày đầu tiên nhà bếp mang ra một khay cá sống, từng là cá tươi rọi, trong veo bắt mắt, nhưng không ai dám ăn. Lúc đó tôi chưa biết mê sushi, tôi chỉ dám ăn món chảo cá nấu nhà với rong biển suốt những ngày trên tàu. Sau đêm bão lớn, tôi lò dò lên bông, biển êm gió đã nhẹ lắm, tuy sàn tàu vẫn còn đậm nước. Bên cabin vài người con trai đứng lộ nhổ, chọ mắt vào hai ô cửa kính. Tôi cũng tò mò chen vào xem bên trong đám sinh viên Nhật đang xem tivi. Màn ảnh màu rực rỡ hiện ra đôi trai gái. Họ ăn mặc rất nạt hơn chúng tôi hôm lên tàu Nhật. Đứa con gái tóc dài đến lưng cũng hay mảnh vải tả tơi, ôm chầm lại đứa con trai, đậm khổ. Những đôi mắt thuyền nhưng mở to chim ngường. Đó là phim Blue Lagoon. Sau này tôi xem khi định Mỹ, biển trong phim êm ả không dịu dàng những đợt sóng sôi. Từ chỗ tôi đứng, biển bao la xanh ngắt, tàu Nhật thanh thang. Tôi hay đi thần thơ giữa hầm và trung bông. Tôi ngỡ mình đang ngắm biển cà nạ hùng vị từ trên xe lửa. Chuyến xe lửa đưa tôi đi gặp ba tại trại tù cải tạo Tân Kỳ từ Ga Vinh. Chúng tôi đi một chuyến xe đò ngập gần, thêm một quãng đi bộ mới tới trại. Buổi trưa u buồn vắng vẻ, cả vùng núi lặng lẽ dưới nắng. Đâu đó vọng lại tiếng gà gáy kêu lơ thơ ở một hốc bụi nào đó. Xa xa về phía núi là nơi giam giữ ba. Chúng tôi chờ ba cả buổi chiều. Tôi thấy ba từ ngoài cổng, ba ủi nhom, da đen sạm. Tôi chạy lại thật nhanh rất cần. Ba đoạn lại, giấc bọc tôi lên lòng, tôi khóc, khóc chan hòa. Vì tưởng sẽ không bao giờ còn được gặp ba, khóc cho hết nỗi cô đơn không cha. Tôi với những nhọc nhằn từ ngày bị giải phóng, tôi khóc trên vai ba, như tôi đeo lên vai ba trong ngày ba ra đi. Vai áo ba không còn những chiếc bánh thơm, tôi ngửi mùi nặng chảy khét trong tóc ba. Ba lấy trong túi ra một nhánh hoa tím. Đây là hoa mua, ba hái cho con, giống như hoa sim ngoài Bắc mình. Lúc ấy tôi chưa biết buồn vì màu tím, cũng chưa biết thuộc loài thơ hữu loan, tím cả chiều hoang biển biệt. Tôi chỉ thấy cảnh tù đầy phi lý. Ba có tội gì? Chúng tôi có tội gì? Mã xoay sở, đầu chờ cụ chờ mới mua được vé xe. Chúng tôi đứng nhìn con tàu thẳng nhất sang trầm sảng choang chạy qua trước mắt. Tôi nhặt bao nhiêu lon sắt, dậy vùng, tôi giang bao nhiêu cân nặng. Nhưng tôi phải đi xe lửa chờ cụ rít, ghế gỗ cứng ngắc đau mông. Con tàu thẳng nhất không dành cho tôi một chỗ ngồi như đất nước đã từng chối ba làm một công nhân. Chúng tôi lặn lội ba ngày ngủ đựng ngủ ngồi trên xe lửa. Chúng tôi bị mất cấp, bị chen lẫn, bị chèn ép trong cả toa xe. Qua ngừng tại gian nan để chỉ được gặp ba một giờ đồng hồ. Chủ cán bộ ngồi đầu bàn theo dõi từng cử động. Tôi có bao nhiêu điều muốn kể cho ba, nhưng tôi chỉ dám ngồi yên trong lòng ba. Một giờ đồng hồ quá nhanh như chợp mắt. Tôi và mẹ đứng ngực nhìn ba bước về trại giam, lưng áo ba in chữ đỏ tù cải tạo. Tôi theo ba lên cabin gặp vị thuyền trưởng. Phòng ông tivi màu và tủ đựng nước ngọt. Ông bấm vào nút, một lon nước ướp lạnh chảy ra. Tôi tròn mắt nhìn ông làm ảo thuật. Ông đưa cho tôi lon nước mở sẵn. Tôi ủ lon nước lạnh ngắt vào đôi tay. Ly nước đã tranh tôi ao ước, ngùm nước đóng trên đầu lưỡi, lạnh buốt suốt tiểu niên thiệu. Vì thuyền trưởng nói chuyện với ba bằng cuốn từ điển, ba nói tiếng Anh. Ông tra từ điển rồi trả lời. Tôi ngồi xem tivi không hiểu gì cả. Mãi mãi ghi sâu trong trí nhớ tôi vùng không gian nhỏ bé bình yên. Màn hình tivi bị ngôn ngữ là nước cam lạnh, chiếc tủ nước ngọt và ông Nhật biết làm ảo thuật. Mỗi lúc tình cờ bấm tivi sang một đài nước ngoài hoặc lạc vào đám đông với ngôn ngữ là
Tôi thấy mình nhỏ lại ngồi bên cạnh ba và vị thuyền trưởng. Ba múa tay giải thích với vốn liếng Anh ngữ từ thời đi dạy. Tôi nhìn ba ung dung tự tin, nhớ lại những lần đứng thập thò nghe ba nói chuyện e nhẹ với công an khu phố. Ba trở về số 6 năm 6 tháng 22 ngày cải tạo, thể xác héo mòn, tinh thần kiệt quệ. Tôi không biết thực sự ba đã được cải tạo những gì trong những năm tháng đó. Ngoài những cơn đỏ triền miên và những ngày lao động khổ cực, ba ra tù về chịu sự quản thúc của nhà cầm quyền địa phương, công an dân phố ghé qua sáng chiều. Ở trường học mỗi tuần chúng tôi xếp hàng đi bộ đến nghĩa trang liệt sĩ nào đó. Trời đổ lửa, chúng tôi mặc áo trắng quần đen đi theo hàng. Nghĩa trang liệt sĩ nằm kề bên con đường lớn ở giữa một khung đài tưởng niệm nhang khói lâm thâm. Lần nào về tôi cũng ẩm đầu. Ra đi là con đường duy nhất để chúng tôi được sống đúng với ý nghĩa của một con người. Đối với ba mẹ, đó là một sự chọn lựa đau đớn và liều lĩnh. Ra đi là đánh cuộc về mạng sống của 8 thành viên trong gia đình. Tôi không ngạc nhiên vì quyết định của ba mẹ, như thế đó là định mình. Chúng tôi không còn con đường nào khác. Biển lặng, những ngày số đó tôi vẫn không đủ can đảm nhìn xuống biển từ lan can tàu. Màu xanh hun hút làm tôi chóng mặt. Nếu không được tàu Nhật vớt, chúng tôi không thể chống nổi với cơn bão chiều ấy. Biển đẹp mang rợ, biển mênh mông không thấy bờ bến. Biển lặng như trên mặt đất chỉ toàn nước. Biển xanh lục như trên mặt đất toàn rêu. Biển nhấp nhô như tinh thần chúng tôi hãy còn trong chinh, trái tim đang hít thở khí quyển tự do. Chúng tôi dừng lại sức chảo cả rung biển đậm đà không còn vô vị. Chúng tôi sẽ đạp đến Manila mai nay mai. Vì thuyền trưởng ra lệnh chặt dây thừng bỏ con thuyền rách nát đã theo chúng tôi dọc Thái Bình Dương. Tôi nhìn đôi mắt thuyền ướt nước ngờ như đang nhìn chính mình. Chiếc thuyền tang thương bận thiểu mang hình ảnh của chúng tôi ngày hôm qua. Đêm nay thuyền sẽ về đâu? Có mắt thuyền ướt đậm, mắt thuyền lặng câm. Thuyền xa bến như tôi xa quê hương. Biết thuyền có tìm được đường về, thuyền linh đinh tức cũng linh đinh. Thuyền trôi dạt tức cũng trôi dạt. 14 năm tôi mất tuổi thơ hai lần. Tôi mất tam kỳ tháng 4 năm 1975. Năm 1983 tôi mất Sài Gòn. Chiến tranh phá hủy tuổi thơ, hòa bình đẩy tôi dạt ra biển. Những giọt nước mắt con gái khóc chia tay, không phải tôi khóc mà mắt thuyền đang khóc. Nhiều năm sau tôi vẫn nhớ đôi mắt thuyền ai oán. Mỗi khi soi gương tôi vẫn thấy mắt thuyền long lanh trong mắt mình. Tôi mang đôi mắt ấy, đôi mắt tam kỳ và những mảnh vụn ký ức không thể rạp nổi. Tôi chưa vào đến đất liền, chưa vào đến Patan hay hải đảo Palawan huyền hoặc. Tôi trôi mãi trên biển Đông ở vùng hải phận quốc tế. Ngày mai mất biển Đông, tôi sẽ trôi về đâu? Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên của gia đình viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa lên chiếc thuyền tại bến Bình Triệu mang 105 người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do vào năm 1983. Khi thuyền ra biển Đông thì hai lần gặp bạc và cuối cùng được chiếc tàu của Nhật cứu vớt. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.